Hello anh em, là mình Sport Hùng đây. Ở đây có 7 đôi giày cầu lông Li-Ning AIR 033, tức là đôi Li-Ning Jun Tinh. Order cho khách đã về hàng nhé. Và bây giờ thì trả hàng cho mọi người. Đây một mẫu giày rất là ngon, mẫu giày cao cấp mới nhất của hãng Li-Ning. Hồng kết nhất là cái màu của em nó, màu đỏ đẹp. Đây anh em, đẹp lắm. Đôi này bên Trung Quốc bán 3 triệu mấy cả. Ở Việt Nam đây Hùng nhận order có chưa đến 2 triệu. Đôi giày rất là ngon. Đấy thì bây giờ chiều nay là gói trả khách. Đôi nào cũng như đôi nào hết, đẹp long lanh luôn. Hùng cực kỳ thích cái màu đỏ này luôn. Đây đi rất nhẹ êm, công nghệ của nó thì có những công nghệ hàng đầu. Hàng này bên hãng họ về cũng không nhiều đâu anh em, nào mà kết thì đặt luôn nhá, giá rẻ nhất rồi, chả rẻ hơn được đâu ạ. Đấy, giá là tốt nhất rồi. Còn anh em mà cứ muốn mua giày cao cấp với giá mấy trăm một triệu thì chịu thôi, không có. Tiền nào thì của đấy, rẻ thì cũng nó cũng có mức độ của nó thôi ạ. Chứ không thể giày cao cấp hơn 3 triệu mà lại có thể bán với giá 1 triệu được. Đây anh em nào kết thì order ngay nhá, hàng rất là ngon. Thực sự đôi giày này cũng bán rất là tự tin và rất là thích bán đôi này vì nó ngon và giá nó lại tốt cho anh em nữa.